Ngày để mà upload được một trang web lên trên mạng giống như thế này thì các bạn cần sẽ có những gì? Trong hệ thống của mình ở đây, trước tiên là các bạn cần phải có cái bộ nguồn này nè, bộ nguồn ha. Như vậy chúng ta sẽ soạn thảo một cái bộ sụt của website. Sụt website là hôm trước mình đã soạn ở trên HTML, CSS để mình có được cái bộ sụt này. Và sau khi mà chúng ta có xong thì các bạn cần phải có thêm một cái vị trí để các bạn lưu, thay vì là mình lưu trên máy của mình. Ví dụ hôm trước mình soạn xong, mình lưu ở đây. Đây, cái thư mục mà hôm trước thầy hướng dẫn các bạn làm trên máy của mình đó, thì mình lưu ở đây. Thì cái này chúng ta gọi nó là một cái vùng lưu trữ. Thì ở trên mạng thì người ta gọi cái vùng lưu trữ đó là hosting. Hosting. Như vậy cái hosting này thì mình sẽ thuê cái hosting. Đó. Hosting này mình muốn có là mình phải đi thuê. Thuê cái hosting này. Vậy hosting này giá nó bao nhiêu thì các bạn có thể ghi chỗ này là hot tin, giá của hot tin, giá của hot tin. Như vậy ở đây có rất là nhiều, nhưng mà cái trang mà các bạn có thể quan tâm đó là cái PA Việt Nam. Có rất là nhiều trang cho thuê, nhưng mà trang này là nó thông dụng chứ cũng không phải là thầy quảng cáo cho trang này, nhưng mà nó thông dụng thì giới thiệu cho các bạn biết thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái hosting cơ bản. Hosting cơ bản. Ví dụ như các bạn làm một cái trang web tỉnh giống như chúng ta làm, thì ở đây người ta sẽ tính là 32.000. Thì theo các bạn là 32.000 trên gì? Trên tháng. Và chúng ta đăng ký gói này là 36 tháng. Thì chúng ta nhân lên. Đây. Nếu như chúng ta chỉ thuê là 12 tháng thì nó là 38 ngàn. Nếu là 24 tháng thì chúng ta là 34 ngàn. Cho 24 tháng. Và trong này nó sẽ cho mình là cái ổ cứng SSD. Hosting tức là người ta cho thuê cái không gian ổ cứng, thay vì cái ổ cứng của chúng ta lưu trữ trên máy của mình, thì các bạn lưu trữ cái website này trên mạng. Vậy cái chỗ này chúng ta có 2 GB của SSD thì có đủ lớn không? Vậy lớn hay không thì chúng ta xem lại cái website của mình dung lượng là bao nhiêu. Website của mình dung lượng là bao nhiêu? Ví dụ như website này của thầy khá là đơn giản thì dung lượng của mình nó rất là ít. Ví dụ như những cái file này, các bạn chú ý nè, những cái file mà chúng ta đưa lên ở đây theo cấu trúc mà chuẩn SEO thì cái dung lượng của chúng ta nhỏ. Dung lượng ở đây là dung lượng view, dung lượng view có 20 kg thôi, rất nhỏ. Và kích thước của cái file này cũng khá là nhỏ. Bởi vì khi mà chúng ta view ở đây, các bạn thấy là mình chỉ cần thấy hình ảnh thôi. Còn hình ảnh này đẹp, lớn thì chúng ta lưu chỗ khác. Rồi chúng ta đưa đường link vào. Như vậy đối với lại những cái hình này nè, chúng ta không cần lớn. Nếu như mà các bạn thấy một số website,
khi mà mình click chuột vô nó ra một cái hình lớn hơn, chất lượng ví dụ như là 1024, thì lúc đó là chúng ta sẽ link đến một cái hình khác. Còn nếu mà các bạn để cho website của các bạn load nhanh á, thì cái hình của các bạn vừa phải thôi, không phải đưa cái hình lớn vô đây, bởi vì khi các bạn đưa cái hình lớn nó load web của các bạn lên rất chậm. Cái thứ hai là khi các bạn lưu, ở đây là thầy giữ nguyên cái ảnh mà người ta lưu từ trên mạng về ở trong website của người ta đó. Các bạn thấy là đối với lại cái tên file này nè, khi mà người ta lưu, chọn view detail đây, lưu file theo như thế này, chúng ta là file chuẩn sao. Ví dụ chỗ này là sandal rồi trap gốc gì đây, đó, rồi màu trắng, mã số. Rồi ở phía dưới chúng ta thấy là sandal đế xuồng giày quai ống tròn màu cam đậm, mã số. Như vậy thì những cái chữ này nè, ví dụ như là màu cam đậm, người ta gọi là keyword, để khi mà mình tìm kiếm trên website, trên Google, nó sẽ đi tìm đến cái chữ này và nó dẫn đến cái trang web của chúng ta. Như vậy những cái từ này khi mà các bạn lưu tên file, các bạn làm web, thì các bạn cũng nên chú ý về cái chuẩn SEO để các bạn lưu. Và sau khi mà chúng ta có được cái hosting rồi, thì ở đây các bạn vào được cái trang web mà thầy có chuyển cho các bạn là cái này. Ví dụ trên này là trầnquangbinh.webhost.com, thì cái này chúng ta gọi là domain. Thì ở trong cái phần mà người ta cho các bạn thuê hosting này nè, thì ở đây chúng ta chỉ có thuê hosting là thuê cái ổ đĩa trên mạng để mình upload cái trang web của mình lên thôi. Còn để cho cả thế giới mà thấy được website của mình, ví dụ website của trường mình giáoviên.poly.edu.vn, hoặc một website thế giới di động, thì nó là thế giới di động.com, thì người ta phải thuê tiếp một cái này, gọi là thuê tên miền, hay còn gọi là thuê domain. Như vậy hosting chỗ này chỉ để chứa dữ liệu, còn nếu mà chúng ta muốn cho mọi người thấy mình thì các bạn phải có tên miền. Tên miền ví dụ như là fpt.edu.vn. Đó, ví dụ như là mình có cái tên miền như thế này, thì chỗ này mình cũng phải thuê cái tên miền này luôn. Mình không có mua nha. Cái tên miền và hosting là không có mua, bởi vì nó sẽ tồn tại theo thời gian của mình đóng tiền. Nếu các bạn không đóng tiền nữa thì nó sẽ cắt. Là thuê tên miền. Đối với lại cái tên miền này là nhà cung cấp dịch vụ, người ta sẽ cho mình đăng ký bản quyền cho mình trong thời gian mình thuê, là chỉ có mình sở hữu cái tên miền này thôi, không có ai được sở hữu cái tên miền này. Và sau khi mà chúng ta đã có được cái hosting rồi, chúng ta có website rồi, thì các bạn sẽ làm một việc là đẩy cái dữ liệu từ đây lên hosting. Và chỗ này chúng ta sẽ dùng một cái từ là upload dữ liệu lên. Và một cái nữa là từ cái hosting và cái domain, thì chỗ này chúng ta sẽ cấu hình, sẽ kết nối vào. Để kết nối được thì trong cái hosting á, nó sẽ cho các bạn chỉ
chỉ đến cái tên miền. Và sau khi bạn làm những công việc này rồi thì website của bạn sẽ được công bố trên mạng. Website của bạn được công bố trên mạng. Như vậy trong cái đoạn này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái host miễn phí. Host miễn phí. Ở trong này các bạn thấy là người ta chỉ cho mình cái hosting hết khoảng 32.000 cho 36 tháng nhân lên. Vậy tên miền bao nhiêu? Tên miền bao nhiêu? Ở đây chỉ mới có host thôi. Và ứng với mỗi host như vậy á thì nó có những cái cho phép. Ví dụ đối với lại cái cơ bản mình có 32.000 một tháng cho 36 tháng, 2GB băng thông 20GB. Và chỗ này địa chỉ email được cấp, ví dụ doanh nghiệp của các bạn là abc.com thì user1a@abc.com. Ví dụ như là email của các bạn đó, mã số sinh viên cộng với là tên viết tắt a@fpt.edu.vn. Đó là email. Tài khoản FTP. Tài khoản FTP là cho phép upload dữ liệu của mình lên web server của chúng ta. Hỗ trợ cái gì thì nó để ở đây. Có hỗ trợ data MySQL. Rồi ở chỗ này chúng ta thấy là chúng ta mới chỉ mua, chúng ta chỉ mới thuê cái hosting thôi. Còn tên miền thì là bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Tên miền giá rẻ đi ha. Như vậy các bạn có rất nhiều cái đơn vị cung cấp tên miền. Thì ở trong cái IP này, trong này cũng cung cấp tên miền cho mình luôn. Mình thuê hosting hoặc thuê tên miền. Ví dụ mình đăng ký tên miền hoặc là bảng giá đi. Mình xem bảng giá. Thì ở đây người ta nói là bảng giá mà .vn.com.net thì 200.000 một tháng. Hoặc là bạn, nếu như mà bạn chạy thử, bạn có thể thuê một cái tên miền giá chỉ có 10k thôi. Ví dụ tên miền .online.xyz. Và ở dưới này người ta đã cho mình một cái bảng giá rất là cụ thể. .vn đang giảm còn 450k đăng ký mới, đa gia hạn cũng vậy. Rồi những tên miền ở phía sau 30.000 hoặc là .ai.vn 350.000. Như vậy chúng ta thấy là với những cái tên miền Việt Nam, tên miền quốc tế, tên miền quốc tế .com 99.000. Như vậy các bạn thấy là nếu như mà mình tạo ra một website, chúng ta đăng ký .com hay là .vn, tùy cái đối tượng khách hàng và mình mong muốn, mình mong muốn là truy cập vào website của mình. Tất nhiên là chấm gì nó cũng public ra được trên cả thế giới. Nhưng với cái website .vn là nó thể hiện công ty của các bạn là Việt Nam. Và cái tập khách hàng của các bạn mà truy cập nhiều. Đó. Còn nếu như mà .com thì nó là tên miền quốc tế. Rồi .net.org, mấy cái này thì nó có cái đặc trưng. Ví dụ công ty của bạn về công nghệ thì nó là .net. Công ty của bạn về chính phủ thì .org. Đó là những cái đặc trưng của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ có ở bên này các bạn khoảng cỡ 100.000 một tháng cho .com và lúc nãy là 32.000 một tháng cho cái host cơ bản của mình. Như vậy mình có khoảng cỡ 132.000 một tháng là website của mình có thể là công bố trên thế giới. Đó là cái cơ bản để mà mình upload được website lên. Đó là phần giới thiệu làm thế nào để website hoạt động được trên mạng của chúng ta. Và nếu như các bạn sử dụng một cái hosting miễn phí giống như là thầy đang làm của cái 000 web hot app thì chỗ này người ta cho mình miễn phí cả hai. Mình miễn phí hosting, đồng thời mình miễn phí luôn cái tên miền này nè. Đây là tên miền.
Và tất nhiên đối với lại cái bài này mình làm cho môn học thì rất là tốt, bởi vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng để mà chạy được một cái website của các bạn thì cái hosting này nó cũng có một số hạn chế. Cũng như tên miền này, nếu như mà mình đưa cái tên miền mà mình kinh doanh mà mình để tên miền giống như thế này thì nhìn nó rất là kỳ ha, 000 web hot app nhìn nó rất là kỳ. Thì chúng ta cần thuê một cái tên miền, đó là giới thiệu chung. Sau khi mà các bạn hiểu được vấn đề thì chúng ta sẽ vào cái phần tạo cái hosting này.